Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Trường Hồng của Tôi Có Ma của tác giả Lai Phong mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên khung giờ buổi trưa kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này. Cả hai bước từng bước chậm rãi, Tú dần dần tụt lùi lại sau lưng của Huy. Khi cách cửa phòng hiệu trưởng còn mấy bước, Tú cảm nhận bàn tay của Huy run rẩy thế nào. Anh nắm chặt tay của Huy, quay người lại xô Huy lao vào cánh cửa. Huy la toáng lên rồi nhìn vào bên trong. Ánh đèn pin xoay vào mặt của Huy, Tú bình tĩnh giữ khoảng cách. Bất động một hồi, Huy lên tiếng nhẹ nhàng, khác với dự đoán của Tú sẽ có một trận rượt đuổi nảy lửa. Ngân, cô làm gì ở đây? Tú giật mình đi lại phía căn phòng hiệu trưởng. Bên trong đồ đạc văng tứ tung, Ngân cầm đèn pin trên tay. Tú liền lắp bắp, ơ Ngân, cô... Huy liền nói to, không phải cô là giáo viên trường này sao? Nửa đêm nửa hôm cô xông vào phòng thầy trường làm gì chứ? Tú bịt miệng của Huy lại sợ có ai nghe thấy. Quan sát nét mặt vô cùng sợ hãi của Ngân, Tú lúc này nhìn xung quanh. Thôi, có gì nói xong, mau dọn phòng lại như cũ đi. Không đợi cho Ngân trả lời, Tú nhanh trí ngồi xuống nhặt tờ giấy tài liệu ở dưới đất lên. Huy không biết phải làm thế nào, đành làm y như Tú. Phòng hiệu trưởng rất đầy đủ, còn có cả ghế sofa, giường nghỉ lưng. Cũng đúng thôi, Trương làm ở đây lâu năm rồi, phòng này chính là ngôi nhà thứ hai của anh. Nhận đồ vật rơi dưới đất, Tú thỉnh thoảng quay lại nhìn Ngân, thế mặt cô xanh xao như kẻ cắp bị bắt quả tang. Tú gấp rút sợ bác Vũ nghe thấy thì không biết giải thích thế nào. Tay của Tú dừng lại trên một bức hình, Tú cầm lên xem tối quá không thấy rõ. Tú lấy điện thoại Nokia, món quà mà bà Chín tặng khi Tú tốt nghiệp sư phạm, soi đèn flash vào. Trên bức ảnh là hai người đàn ông đang đứng chụp hình chung với nhau. Tú thấy cả hai rất quen, người bên phải Tú có thể cố nhận ra được, đó là thầy Trương lúc còn trẻ. Anh Trương hồi trẻ đẹp trai thật đó, hẹn gì mà cưới vợ giàu. Người còn lại không ai khác chính là người đàn ông bí ẩn mặc chiếc áo khoác xám mấy hôm nay Tú thấy. Tú tính chụp lại bức hình nhưng con Nokia cứ chuyển sang chế độ chụp là đèn flash lại tắt, tối không chụp được. Tú đành lấy bức hình bỏ vào trong túi, dù gì nó cũng nằm trong một xấp bức hình cũ, chắc thầy Trương không có nhận ra. Lướt qua một vài bức ảnh khác, Tú thấy đều là ảnh thầy cô của trường chụp chung với nhau, không có gì lạ. Nhanh lên Tú ơi, đọc cái gì đó? Huy hối thúc, bây giờ Ngân cũng đã cùng giúp hai người sắp xếp đồ đạc. Tú lần đần các bức ảnh cũ soi pin, cố gắng như đang tìm kiếm gương mặt của ai đó. Đây rồi. Bức ảnh chụp rất nhiều thầy cô của trường, phía sau có dòng chữ: hội trại hè 26 tháng 3 năm 1992. Tôi nhìn thấy người đàn ông bí ẩn đứng trong đó, kế bên là một cô giáo trẻ. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là Nhung. Trong bức ảnh còn có cả thầy Trương. Chẳng lẽ người đàn ông đó 7 năm trước từng là giáo viên ở đây? Tôi vội bỏ bức ảnh lại chỗ cũ. Ngân, có gì ra rồi nói đi thôi. Cả bà khép cửa ra ngoài. Ngân từ đó đến giờ vẫn miễn cưỡng không nói câu nào. Ngân nắm tay cổ Huy. Anh đừng nói em vào đây nhé. Huy quay lại nhìn Ngân do dự. Tú đợi như vậy liền bênh người đẹp. Anh Huy tốt lắm không nói đâu, nhưng em phải cho bọn anh biết lý do em vào đây đấy. Cửa lúc vào có khóa không? Dạ có. Huy vuốt ve ổ khóa. Trời, ổ khóa bể rồi sao đây chứ? Tú đi ra bên ngoài cửa trước, nhìn xuống sân trường, dây thần kinh trong người của anh cứng lại. Từ phía xa ở cuối phòng học của dãy trường bên phải, người đàn ông bí ẩn áo khoác xám đang đứng đó để nhìn anh. Hai tay của Tú bóp mạnh lan can cho vững. Tú nhìn ra phía sau người đàn ông đó. Bên trong phòng học, ánh trăng mờ ảo chiếu vào. Một bé gái đang đứng trên bàn học. Phía bên trên là sợi dây dù đã cột sẵn hình vòng tròn. Trước căn phòng là một chiếc ghế đá quen thuộc, nơi anh đã nằm ngủ hôm đầu xuống xe khách. Tú, mày sao vậy? Có gì ngoài đó? Tôi mất đi ý thức, chỉ còn nghe tiếng oang oang bên tai,
Hai tay của anh buông lỏng tự do. Mở mắt Tú nhìn lên trần nhà. Phòng này Tú chưa vào bao giờ. Tú, cậu tỉnh rồi sao? Trước mắt của anh Trường hớt hải chạy tới. Tôi mới về thì thấy mấy thầy cô bảo cậu bị ngất. Cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, cuối cùng tôi cũng hiểu ra xảy ra chuyện gì. Thì ra sau khi mà thấy cảnh em nữ sinh trong căn phòng, vì sợ hãi quá anh đã ngất. Tôi đang nằm trong phòng y tế của trường. Chào thầy Trương, anh cũng về rồi. Trường gấp gáp đặt câu hỏi. Phòng học của anh đêm qua có chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Đang lúng túng không biết trả lời sao, Trương vội nói. Phòng của anh đêm qua có người lục lọi tứ tung. Kết thúc của cậu sát đó đừng nói không biết. Rồi còn cô Ngân, chuyện đêm qua kể cho anh nghe. Trường nghiêm mặt đợi câu trả lời. Trong lúc Trường liên tục đưa ra câu hỏi, tôi cũng đã nghĩ ra một câu trả lời. Dù gì thì ông thầy này cũng có chuyện gì đó với Huy. Thôi thì đành thành người xấu vậy. À, đêm qua em với Ngân đang nói chuyện, thế phòng của thầy hiệu trưởng có tiếng động. Em vào đó thì thấy thầy Huy. Nhìn nét mặt của Trương dịu lại, tôi biết câu trả lời vừa rồi của mình rất thuyết phục. Nếu nói ra sự thật thì không biết chuyện gì xảy ra với Ngân, tôi đành chờ hỏi sau. Biết ngay là nó mà, mấy công tác chưa lâu mà cậu đã quen cô Ngân rồi à? Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Anh công tác mới về, vừa vào phòng thì thấy tài liệu, tranh ảnh lộn xộn cả lên. Rồi nghe bác Vũ kể chuyện mới tới đây chờ cậu tỉnh dậy. Thôi nghỉ ngơi đi nhé. Trương vừa bước ra khỏi phòng thì Ngân đợi sẵn bên ngoài bước vào. Chào cô. Chào anh đã đỡ hơn chưa? Tại sao anh không nói cho thầy hiệu trưởng việc đêm qua do tôi làm mà đổ cho thầy Huy? Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ, tôi cảm thấy như mình vừa làm một chuyện rất anh hùng. Thì tôi trước hết phải biết tại sao cô vào đó. Với cô đừng lo, thầy Trương hình như có nghi kỵ với thầy Huy nên tôi nói phát là tin ngay. Ngân lấy ghế lại ngồi gần giường của Tú, giọng van nài. Chuyện đêm qua ở phòng thầy hiệu trưởng, thầy Tú đừng bao giờ nói với thầy Trương là thôi. Nói ra chắc tôi không còn được dạy ở trường mất. Nghĩ đến việc Ngân chuyển công tác, Tú khẳng định. Nhưng mà còn bên thầy Huy không biết có nói ra không. Tôi thì không bao giờ. Mà cô vào trong phòng ban đêm kiếm gì vậy, tôi cứ tưởng trộm. Chuyện này sau này tôi cho thầy biết. Thầy với thầy tôi không có ý xấu, ăn cắp hay làm. Tôi biết rồi. Tôi phải đi đây. Không hiểu sao thầy lại giúp tôi, nhưng thật lòng cảm ơn thầy. Nhìn Ngân đi ra khỏi phòng, tôi nghĩ đến Huy. Đêm qua cả ba người đã sắp xếp giấy tờ kỹ càng, không ngờ vẫn bị thầy Trương nhận ra. Mà Ngân chắc không sao. Chẳng lẽ giờ này thầy Trương lại hỏi thằng Huy đêm qua có vào phòng của mình không? Với phong cách của thầy Trương chắc chắn không hỏi câu đó, mà có hỏi thì kiểu gì cha Huy chẳng lắc đầu. Tôi hơi an tâm thì cánh cửa lại mở ra. Ơ Ngân, cô còn chuyện gì chưa nói? Ngân lại gần hết mặt do dự. Nói ra thì xấu hổ, nhưng em không muốn cứ che giấu thầy Tú hoài nghi. Đêm qua em vào trong phòng muốn tìm một thứ thật. Tú tò mò người như Ngân thì có thứ gì để mà phải tìm trong phòng của thầy Trương. Chẳng lẽ quan hệ của hai người không đơn giản? Thứ mà cô muốn tìm là gì, tôi thật đoán không ra. Khi sắp nói tới miệng, Ngân dừng lại làm cho Tú càng thêm chán. Cô nói đi, tôi thề không nói với ai cả. Thầy có thể giúp em lấy nó được không? Nhưng mà cô phải nói tôi biết là cái gì chứ. Con gái ghê thật, lúc nãy còn xưng tôi, giờ này nhờ và liền đổi sang em ngọt xớt. Tôi lúc này chăm chú lắng nghe. Chuyện là vậy. Ngày xưa lúc còn chiến tranh, ông em nghèo lắm. Mà ngày đó thì cưới hỏi lúc nào nhà trai chẳng có một ít vàng đồ tặng sính lễ đưa cho nhà gái. Không có thì coi sao được chứ. Ông em gom góp hết tất cả nhưng mà không đủ mua sợi dây chuyền vàng. Mới đành làm một bên vàng, bên còn lại thì bằng đồng. Sau này lúc mà mẹ bệnh nặng, thầy nghe giọng em chắc biết quê em ở đâu chứ. Tú lần đầu vào Nam làm sao biết giọng cụ thể ở đâu. Lần đầu gặp cô bảo có chú thím trong này. Em từ chuyện đó thì quên. Mẹ em lúc xưa cưới chồng xa, sau này bệnh nặng thì mang em về. Nhà ngoại lúc đó còn khó khăn, cho nên đồ đạc trong nhà cái gì có giá bán hết. Sợi dây chuyền đó cũng bán dịp ấy. Sợi dây chuyền em nói là sợi dây thầy Trương lúc nào cũng đeo trên người. Vâng. Tại đó là của hồi môn duy nhất của ông bà em, cho nên hai người rất quý. Lúc đó bán vào tiệm vàng gần nhà thôi. Sau đó không hiểu lý do vì sao thầy Trương lại có nó. Tú liền cười thắc mắc. Nhớ đâu trùng thì sao? Trên đời này thiếu gì dây chuyền giống nhau?
Ngân liền đánh vai của Tú như khẳng định. Thầy thử hỏi trên đời này làm gì có sự dây chuyền nào như vậy. Một bên vàng một bên đồng, ai nhìn vào cũng thấy. Trên mặt dây đồng còn khắc tên ông bà em nữa. Thế dây chuyền đó thầy Trương mang theo làm gì? Thầy ấy giàu có lắm mà chẳng lẽ lại không mua được sợi dây khác? Chuyện này mới là khó hiểu. Em không hiểu vì sao thầy Trương lại cứ đeo nó. Thế sao không hỏi mua lại từ thầy ấy? Chứ em làm thợ mộc năm xưa trong đội xây nhà của thầy Trương, có thấy sợi dây chuyền đó nên là nhìn kỹ rồi có hỏi mua, nhưng thầy Trương nhất định không bán. Ông em lên hỏi mua thầy còn chửi lại vào mặt. Tôi đột nhiên hỏi một câu rất thông minh. À, anh hiểu rồi. Ý của em nghĩ thầy Trương đi công tác xa, không mang dây chuyền lòe loẹ loẹt đó theo tránh giảm uy tín, cho nên mới vào phòng để trộm phải không? Ngân ra vẻ tức giận. Trộm đâu mà trộm chứ. Em lấy về đưa nội em xong rồi trả tiền cho thầy Trương. Em cũng từng hỏi mua lại, thế nhưng không hiểu sao thầy cứ nhất mực không bán. Mà thầy biết đấy, nhà thầy Trương không thiếu gì, nên em định cứ lấy rồi đưa lại tiền cho thầy sau. Chắc nó quan trọng với ông bà em lắm. Tuy không bao nhiêu nhưng đó thực sự là tất cả sự cố gắng của ông em hồi còn trẻ. Ông bà em yêu nhau lắm cho nên rất quan trọng. Anh lấy giùm em nha. Chuyện này, để tôi giúp. Nhưng mà lấy lại làm sao được hả cô? Tôi thấy lúc nào thầy ấy cũng đeo ở trên cổ. Ngân lúc này mặt buồn. Em cũng chả biết. Nhưng mà đưa dây chuyền đó lại cho ông em là ước mơ của em. Từ nhỏ em sống với ông cho nên thôi được rồi, để tôi giúp cô. Nhìn đồng hồ thấy đã tới tiết, Tú rời phòng y tế vào lớp 10E. Chào mấy em, học được một tuần trên này rồi, thấy khác ở dưới cấp 2 không? Chán thầy ơi, cấp 2 vui hơn. Tú bắt đầu ghi bài lên bảng thì nghe tiếng xì xào bên dưới. Lan lớp 10C đêm qua vô trường treo cổ tự tử, bọn mày nghe gì chưa? Hả, có chuyện đó hả? Ừ, nhà tao gần trường mà, đêm qua được thầy Huy phát hiện rồi chở vô bệnh viện trên tỉnh đó. Tôi lúc này quay lại. Chuyện nãy giờ em nói là thật hả Tuấn? Thấy Tuấn sợ sệt im lặng, Tú liền nói. Em cứ nói đi, thầy Huy làm sao? Chỉ đời có như vậy, cậu học sinh làm bộ mặt thật của một bà tám. Nhà em đối diện với trường nên là đêm qua có nghe thấy bà Lan lớp C vào đó tự tử, xong được thầy Huy dạy toán phát hiện cứu kịp thời. Thế bạn đó ngất xỉu cho nên thầy Huy đưa ra phòng bảo vệ trước cấm. Nhà mượn xe máy trở lên bệnh viện tỉnh. Bố em lúc đó còn thức có nghe, cho nên bố em với thầy Huy đưa bạn đó đi bệnh viện. Lan chẳng phải cô học sinh hôm qua nằm mệt trong lớp, vì năm đầu tiên đi dạy cho nên tin học sinh Tú nhớ rất rõ, dù không phải là lớp chủ nhiệm. Vậy là chuyện đêm qua xảy ra là thật, con nữ sinh treo cổ đó là Lan. Vậy mà sáng giờ tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là trò đùa của người đàn ông áo xám. Mà lát nữa về phòng phải hỏi Huy cho ra nhẽ. Anh Huy, chuyện gì đêm qua xảy ra vậy? Tôi trở về phòng ký túc thầy Huy đang nấu cơm. Hết hồn thật đấy. May mà đêm qua tới kịp chứ không bé Lan coi như xong. Từ từ anh kể cho em nghe nào. Lúc mà chú mày ngất xỉu đó, anh cứ nhìn chằm chằm vào mấy phòng học. Nên là anh nhìn theo thì mới tá hỏa, tưởng gặp ma. Nhưng sau cô Ngân cũng nhìn thấy như vậy, mới đành bỏ mày tại đấy rồi chạy thục mạng đến xem sao. Tới nơi thì Huy lắc đầu, thì thấy có học sinh đang treo cổ. Anh mới lên lôi bàn ôm con bé xuống. Té muốn gãy cả lưng đây này, sau đó đưa vào bệnh viện. May mà bác sĩ nói không sao, chỉ ngất chốc lát. Càng nghe Huy kể, Tú lại càng hoang mang, nhớ đến người đàn ông bí ẩn. Thế anh có thấy ai ở chỗ đó không? Không, ban đêm làm gì có ai. Thế anh biết sao em đó lại tự tử không? Anh ở lại bệnh viện chứ? Mới trên bệnh viện về, sáng nay phải nhờ thầy khác dạy thay. Lúc bé tỉnh dậy thì anh hỏi câu gì bé cũng không trả lời. Trong lúc này đang ngủ trưa thì liền bật dậy. Em sáng nay có hỏi đám học sinh thì đồn là bé đó thất tình, không hiểu yêu đương làm sao mà đến nỗi treo cổ như vậy. À mà đêm qua hai anh đi đâu mà gặp được? Thầy Huy thành anh hùng của trường rồi đấy. Không đợi cho Huy trả lời, nửa đêm ngủ không có được cho nên là dù thầy Huy đi dạo, biết ông ngủ say nên bọn này không có kêu. Vào nhà tắm thay sơ mi quần tây, thì Tú lúc này nhớ đến tấm hình đêm qua lấy ở phòng thầy Trương trong túi quần. Tú mở ra xem, hai người đàn ông trong ảnh khoác tay nhau vô cùng thân mật. Người đàn ông đó là ai? Tại sao cứ lẩn quẩn trong ngôi trường này? Chắc hỏi thầy Trương đã biết. Trong thâm tâm Tú lại hỏi,
liệu hắn ta có phải là một dạng vong hồn như là bác Sáu hay không. Buổi chiều khối 10 tổ chức lao động đầu năm, lớp Tú làm khu vực trước cổng trường, lúc mệt cả lớp bu lại dưới gốc cây. Thầy mới ra trường hả? Sao em biết? Trông thầy trẻ quá mà. Tôi vui vì câu nói vừa rồi của học sinh. À mà Tuấn, đêm qua Lan có ổn không em? Em nghe ba kể lại thôi. Ban đầu khi mà thầy Huy bế Lan ra cổng thì đã ngất, lúc sau tỉnh lại rồi ngất tiếp. Một học sinh khác lại chen, ngất xỉu lại à Tuấn. Ba em bảo là lúc sau có một người khác đi xa, Lan thấy la lên rồi lại xỉu. Cô đó chắc là Ngân. Tôi nói đùa. Mấy em còn đi học đừng có yêu sớm làm gì, thấy yêu và khổ chưa? Một học sinh nữ khác liền nói. Mấy đứa nó ác, nó đồn bậy, chứ con Lan nó lo học, chứ có yêu đương ai đâu. Em bản thân của nó mấy năm cấp 2 đây. Tú nghe vậy thì hỏi. Thế tại sao Lan tự tử em biết không? Có khi ma quỷ khiến chứ nó hoạt bát tích cực lắm. Có yêu thằng nào cũng đâu ngu gì mà làm chuyện đó. Tú lặng người nhớ lại hình ảnh cuối cùng khi anh ngất đi. Người đàn ông áo khoác xám. Chẳng lẽ Lan bị ép? Đang suy nghĩ thì thấy bà Sáu đi vào căn nhà đối diện trường. Tú lại hỏi về tấm ảnh. Chắc bà Sáu bán căng tin đầu nằm trong trường biết đó là ai. Chào Sáu. Ồ, chào thầy Tú. Giờ này thầy vào trường hả? Thầy giúp tôi bưng bánh tráng vào với. Xăm đánh trống ra chơi. Mà coi lại bánh tráng vừa hết. Kính người lớn tuổi, Tú liền gật đầu đi theo bà Sáu vào nhà. Đấy, trồng bánh ở chỗ đó đó. Thầy giúp tôi. Lấy mấy giây Sáu ơi. Lấy hết luôn thầy. Tú hai tay dinh một chồng đi ra. Bà Sáu cũng dinh vào một chồng. Tú quay lưng lại. Nhiều thế này có bán hết không Sáu? Thì anh thấy sau lưng của anh bức hình thở trắng đen ông Sáu bảo vệ lù lù trên khám. Xuyên chút nữa đánh rơi bánh trắng trên tay. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Bác Sáu đã chết thật. Tôi biết trước điều đó, nhưng khi tận mắt nhìn tấm ảnh thở trên khám, tôi lại bần thần quên mất việc hỏi bà Sáu về tấm ảnh đêm qua. Nửa đêm gió luồn vào làm cho Tú tỉnh dậy. Cơn gió đêm này làm anh nhớ lại đêm đầu tiên ngủ trong phòng ký túc. Thấy trước ngoài vườn thuốc nam, chằn trọc khó ngủ, tôi nghĩ tới lời nhờ vả của Ngân. Nhìn Ngân thành khẩn chắc sẽ dây chuyền đó rất quan trọng. Hay là anh nói thẳng với thầy Trương. Thế nhưng mà mấy lần Ngân đều bảo dùng cách khác chứ không thể trực tiếp được. Thầy Trương nếu đi đâu thì tại sao phải để sợi dây chuyền lại trường mà không mang theo? Ngân đầu nhất thiết phải vào lục lọi. Nghi vấn này vẫn luẩn quẩn trong đầu Tú tới giờ phút này. Cánh cửa sổ được bật ra, Tú giằng tay khép lại, nhưng một lát sau lại bật ra tiếp. Cửa sổ loại cũ chỉ khép rồi dùng vải buộc lại, chứ không có cài then. Tú cồn mấy lần đều bị bật ra. Định làm khó tao hả? Tú cười rồi đứng dậy dùng vải cột 5-6 mối cho thật chặt. Cánh cửa lại bật ra, Tú hơi run. Đột nhiên anh thấy có bóng người đứng trong phòng học, sau lớp cửa kính cả dãy lầu đối diện nhìn anh. Là người đàn ông áo khoác xám. Tú quay sang kéo tay của Trung, nhưng Trung không phản ứng. Tệ thật, lúc nào cũng ngủ như chết. Huy lúc này đã được về nhà gia đình của Lan mời tới cảm ơn. Chắc ăn uống gì cho nên giờ này vẫn chưa về. Người đàn ông kia cứ đứng ở đó. Bây giờ thật anh không biết được hắn có phải là người hay không. Bức ảnh chụp chung hôm khai giảng hôm trước, tôi chắc chắn mình đứng cuối hàng, không có ai đứng bên phải. Nhưng hắn lại xuất hiện trong tấm hình. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Tú ơi! Nhận ra được giọng nói này đó là của thầy Trương. Đúng lúc quá nhìn lại cửa sổ thì thấy người đàn ông kia đã biến mất. Thầy đợi em tí. Tú xỏ dép bước ra ngoài. Ơ thầy Trương, giờ này còn ở đây. Tinh thần làm việc của thầy làm em nể thật đó. Huy chưa về phải không? Lại là Huy. Dường như Huy có một sức hút nào đó với ông thầy này. Tú đùa. Ờ, thầy ấy chắc say quá nên ngủ lại tại đó. Trương kéo tay của Tú ra xa rồi nói nhỏ. Đến phòng anh có chuyện nhờ em chút. Vì mới thấy bóng dáng của người đàn ông mặc áo khoác trong trường, cộng lại lần nào cũng vào giờ này, cũng gặp chuyện không đâu, cho nên Tú có hơi ái ngại. Từ chỗ phòng hiệu trưởng đi về phòng anh, không phải đi qua mấy góc tối. Đi với Trương lên lầu không sao, nhưng lúc về chẳng nhẽ lại bảo Trương dắt về vì sợ ma. Trường tối em sợ lắm, hay là nói ở đây đi. À, anh vào phòng đi, vào phòng nói cho thoải mái.
Trang cảnh giác nhìn vào bên trong. Chúng nó đang ngủ mà, mắc công phá giấc ngủ thầy ấy. Đi anh em mình lên phòng đi. Đi về anh có mang theo một ít mực nướng với đồ ăn lại trên đó, lên anh em mình nói chuyện. Nhắc mực nướng làm cho Tú đỡ sợ hơn hẳn. Thôi trẻ em khép cửa rồi lên. Bước chân lên bậc cầu thang lên lầu, không hiểu sao cái cảm giác ở bên Trương làm cho Tú rất an tâm. Người giàu hay may mắn, thầy Trương chắc toát ra vẻ gì đó làm ma quỷ chẳng dám xuất hiện. Đi ngang qua căn phòng học số 8, tôi không khỏi tò mò ngó vào. Nhưng trong phòng trống không, toàn một màu đen. Đêm nay trời không mây không sao, tôi cảm thấy lưng của mình có một ánh mắt đang dõi theo. Bật điện lên, phòng hiệu trưởng sáng sủa hiện ra trước mắt của Tú, khác hẳn với phòng ký túc lộn xộn. Ngồi trên sofa, Tú lúc này trầm trồ. Phòng của anh nhìn đã thật đấy. Trường đem mực nướng cùng ít đồ ăn đặt trước mặt của Tú. Không có bia nha, ngày làm việc anh không để thứ đó ở văn phòng. Tú định mở lời trước, hỏi về cái dây chuyền nửa đồng nửa vàng Trường đang đeo, nhưng Trường đã nói trước. Cậu mới vào trường đã quen nhanh cô Ngân vậy, cô ấy xinh hơn vợ anh nhiều. Em với cô ấy chỉ là bạn bình thường, không có như thầy nghĩ đâu. Thầy Trương, thầy có nghe vụ học sinh trường mình có người định cho cô tự tử chứ? Chuyện đó anh nghe rồi, cũng may. Đang nói chuyện qua này thì Tú nhắc đến chuyện gặp ông Sáu mấy đêm vào trường. Tôi nghĩ thầy Trương sẽ nghĩ mình nói đùa hoặc bất ngờ lắm. Thế nhưng vẻ mặt của thầy Trương lại rất bình tĩnh lắng nghe, như kiểu đã từng gặp bác Sáu như Tú nói. Tú này, anh nhờ thầy một việc. Chuyện gì anh đừng khách sáo. Trương mở hộp tủ lấy ra một cái khăn, bên trong có 4 lá bài như kiểu bùa chú. Trương chậm rãi. Lát Huy nó về lúc ngủ, thầy dán 4 thứ này lên người của Huy được không? Nhớ là trước 12 giờ đêm. Thầy Trương, đây là bùa chú gì vậy? Thầy cứ làm vậy đừng hỏi. Năm sau anh nhờ bạn chuyển chú về dạy ở trường gần nhà, không phải xa gia đình nữa. Tôi rất bất ngờ vì câu nói vừa rồi. Nếu như lúc chưa tới đây, anh mong ngóng được dạy ở quê nhà. Nhưng bây giờ nhớ tới Ngân, tới Huy Trung và nhớ tới thầy Trương, anh đã coi trường phổ thông Đức Trọng này là mái nhà, nơi anh gắn bó tuổi thanh xuân. Anh cứ nói tại sao, thế hợp lý em làm, em chẳng biết nó là gì cả. Tôi chỉ tay vào mấy lá bùa đặt trên bàn. 4 lá bùa 4 màu khác nhau, đỏ, xanh, đen, trắng. Trên 4 lá được vẽ các hình thù kỳ quái làm cho Tú đề phòng. Thầy Trương tâm linh thật. Tú lờ mờ hiểu lý do tại sao ông thầy này lại nhất định giữ sợi dây chuyền kia bên người, rồi đó không hề đắt giá. Thầy không tin anh chuyển thầy về trường gần nhà được sao? Anh có người quen trên bộ mà. Thôi không giấu gì, em đã coi mái trường này là nơi gắn bó tuổi trẻ. Vì vừa gần nhà em thật có mong muốn. Thế nhưng mà Trương nghĩ tới, anh muốn em giúp cứ kể ra lý do. Sắc mặt của Trương biến đổi, từ nét bề trên chuyển sang ngang hàng, giọng nặng trĩu tâm sự. Không giấu gì thầy Tú, anh nghi thằng Huy nó bị phong ám cho nên mới nhờ thầy. Anh Huy ánh bình thường mà, có thấy gì đâu, mà trường mình là trường học vong hồn gì chứ. Thầy bảo thầy ấy cứ nói chuyện ban đêm một mình cười nói còn gì. Thế nhưng mà như thế đâu có đủ để nói thầy ấy bị phong ám. Nhưng mà tại sao lúc này thầy ấy cũng dạy được 2 năm ở đây rồi mà. Trương có vẻ hơi bực mình. Thôi để anh kể hết. Năm xưa trường mình là nghĩa địa xây lên, nên ma cỏ nhiều lắm. Trước học sinh hay mấy thầy cô ở lại cứ thi thoảng ban đêm, chẳng vặn là gặp ma, rồi tùm đum được thứ chuyện, rồi mới mời thầy về cúng. Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện kỳ lạ, Trương nghỉ một hơi rồi tiếp. Sau đó thầy ấy có làm lá bùa yểm, dán trên vách tường sau phòng dụng cụ. Từ đó chẳng thấy có ai gặp ma hay quỷ gì. Nhưng mà tháng trước bão to quá, cho nên bay mất lá bùa niêm phong. Anh cũng không có tin ma quỷ gì, nhưng mà thấy gặp hồn ma chồng của bà Sáu căng tin, thầy Huy nửa đêm tự nhiên lên phòng anh lục lọi. Trương ghé sát tai của Tú. Không tự nhiên anh hỏi Tú coi chừng thằng Huy, tại anh cũng mấy lần thấy nó nói chuyện một mình vậy rồi. Có học sinh còn lên phòng thì hiệu trưởng nói thầy Huy giảng bài cứ không có tập trung, thi thoảng nói linh tinh giữa lớp. Nhưng cái việc này đơn thuần Tú là không biết. 2 năm nay thầy ấy có bao giờ như vậy đâu. Tú nhìn vào mấy lá bùa, việc Huy nói chuyện một mình toàn là Tú tự bịa ra. Chẳng lẽ giờ lại bảo là mình chỉ nói đùa. Mà mấy lá bùa này anh lấy đâu ra vậy? Thì anh đây thiếu gì tiền, bùa hiệu nghiệm lắm không phải lo. Cứ dán trước 12 giờ đêm, lúc mà Huy nó ngủ, sáng dậy nó có hỏi sao thì bảo là không biết là xong. Có vậy thôi.
Thì cũng năm xưa ở đây đấy. Ngủ một giấc là từ mai không thấy nó nói chuyện một mình nữa. Tôi sống với nó chung phòng mà nhìn nó vậy không sợ sao? Trương cầm lá bùa dí vào tay của Tú, Tú nhận lấy. Mấy cái tờ này dán kiểu gì hả thầy Trương? Trương bừng rỡ lấy quần keo đưa cho Tú. Dán như giấy bình thường, nhớ là có một tờ sau lưng, một tờ trước ngực là được. Cầm mấy lá bùa trên tay, Tú rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Sự nhớ lại đêm nay thầy Huy nào có vào trong phòng, Tú mới đi lại hỏi. Nhưng mà Huy anh ấy đêm nay chắc... Hai chữ công về sắp sửa bật ra tới nơi thì Tú liền sững lại khi thầy trường đứng giữa phòng cười không ra tiếng như vừa làm chuyện gì thành công. Thầy, thầy. Trường lúc này mới tỉnh lại. Sao, có chuyện gì? Huy còn đang bên nhà em Lan chưa về nữa. Anh mới gọi cho nó rồi, đang về đấy. Rời khỏi phòng cầm trên tay bốn lá bùa đi từng bước xuống cầu thang. Tôi không biết con nên làm như lời của thầy Trương bảo không. Nhìn thấy nụ cười của thầy Trương, linh tính bảo anh đừng làm theo. Nhưng anh đã lỡ nhận lời. Hơn nữa nếu làm theo thì cũng chẳng mất gì. Cùng lắm Mai Huy ngủ dậy, nổi điên lên hỏi ai dán mà thôi. Tôi nghĩ nếu giúp thầy Trương phen này, thầy Trương nhất định đồng ý bán sợi dây chuyền lại cho Ngân. Thế bằng thang cuối cùng tôi thấy một bóng người từ từ đi ngang qua trước mặt. Anh lại gần người đàn ông bí ẩn đó. Mặc dù sợ hãi nhưng Tú vẫn muốn một lần chạm tay lên vai của hắn hỏi một câu. Anh là ai? Như trong phim võ hiệp. Người đàn ông này có vẻ như không muốn làm hại anh. Suy nghĩ là như vậy, nhưng Tú nào có dám hành động. Anh quay lưng đi chậm về hướng ngược lại. Đến cuối dãy hành lang thì bỗng người đàn ông đó đi đến trước mặt anh từ hướng đối diện. Tú sợ hãi té ngã xuống đất. Theo bản năng anh lùi lại vào trong góc hầm cầu thang. Anh là ai? Người đàn ông nhìn mấy lá bùa trên tay của Tú rồi nói. Mau rời khỏi ngôi trường này. Nếu ở lại đây thầy sẽ chết. Nhất định đừng tin lời ai. Đừng tin lời ai. Mấy chữ đừng tin lời ai lặp lại sau cùng giọng điệu chắc chắn. Nói xong người đàn ông bí ẩn quay lưng đi. Tú co chân bỏ chạy về phòng ký túc. Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu làm anh không ngủ được. Tại sao lại chết? Ngôi trường này. Thoáng chốc anh hối hận vì lời đề nghị của Trương, lẽ ra anh không nên chấp nhận. Qua nửa đêm anh vẫn không thấy Huy về, lấy đèn pin dọi vào đồng hồ đang gần 2 giờ sáng. Buổi sáng lại tới trên đường đi tới lớp hầm tôi gặp Trương đối diện. Sao? Thầy làm như lời anh bảo chưa? Đêm qua Huy không về mà. Trương nhăn nhó như thể rất thất vọng. Thôi khi khác, thầy trả lại anh mấy lá bùa đây. May mà Tú bỏ nó vào cầm mang đi dậy. Tú mở ra đưa bốn lá bùa cho. Tôi cũng gặp Ngân sau đó. Anh gật đầu chào và cố ý bắt chuyện. Thì Ngân chỉ chào lịch sự anh rồi đi. Tôi nghĩ đến sợi dây chuyền. Ngân, chuyện cô nhà tôi nhất định tôi làm được. Cảm ơn thầy. Mong thầy đừng nói cho thầy Trương biết. Đêm ấy tôi vào phòng hiệu trưởng. Tôi lúng túng chuyện anh định nói ra là sợi dây chuyền mà. Tiết học hôm đó là chuyện kiều. Tôi đang say sưa rằng thì người đàn ông khoác áo xuất hiện trước cửa lớp. Tú vẫn tiếp tục giảng bài như không thấy hắn ta, thì người đàn ông đó ngang nhiên bước vào lớp. Tú ngồi trên ghế giáo viên rồi quan sát, quả nhiên là ma, nếu là người bình thường kiểu gì trong số 30 mấy em học sinh phía dưới, chẳng có một em liếc mắt nhìn, đằng này chẳng một ai hay biết. Đêm qua tú đã thức trắng đêm suy nghĩ, quả nhiên lời của thầy Trương nói. Trường này âm khí ấu nặng, ma quỷ như gỡ phong ấn, xuất hiện tứ tung. Anh thích Ngân, thích mái trường này nhưng thôi, anh sẽ giao kèo với Trương, rồi năm sau chuyển công tác về tỉnh nhà. Thầy cứ dạy ở đây cuối cùng cũng chết. Cả đàn ông đứng giữa lớp nhìn Tú nói từng chữ mạch lạc, giọng bắc rất quen thuộc. Cả lớp không ai phản ứng, Tú nén tiếng thở trong người, không còn tâm trí giảng bài, anh sẽ gặp lại Trương kể hết mọi chuyện. Tiếng trống ra trời vang lên, Tú như thoát khỏi xiềng xích. Mang cầm anh bước ra khỏi lớp. Trước khi mà rời phòng cả lớp còn đứng lên chào anh. Trong khi người đàn ông đó đứng sát bên. Cô Nhung hớt hải chạy tới. Thầy Tú nghe tin gì chưa? Thầy Huy đêm qua tai nạn giao thông giờ đang nằm trong nhà thương. Sao thầy Huy? Tú thở mạnh hẹn gì đêm qua không thấy về. Cô Nhung liền nói. Chị xem thì thấy em hôm nay hết tiết. Em với chị lên thăm thầy Huy. Trên bệnh viện Lâm Đồng trên ấy chị có xe.
Nhung lấy chiếc cúp 50 chở Tú. Xe nổ máy trước khi đi, anh quay lại nhìn ngôi trường. Anh dự cảm chuyện tai nạn của Huy không phải là tự nhiên. Vào phòng hồi sức thấy Huy còn băng bó cánh tay. Huy, anh không sao chứ? Huy cười tươi làm cho Tú nhẹ nhõm. Anh không sao đâu chú, nhưng chắc chỉ nghỉ dậy vài hôm. Nhung đứng kế bên lo lắng. Chuyện là sao vậy em? Đêm hôm mà đi đâu? Thì gia đình bé Lan hôm tự tử ở trường có mời em tới nhà để cảm ơn. Nhưng uống say quá lúc đạp xe về em lái không có được. Thế rồi em tự té hả? Chị cứ từ từ đỡ em dậy đã. Lúc đó say quá hình như em đạp xe trông túng người đi đường. Lúc đó lại đang xuống dốc cho nên em va vào mấy tảng đá bên đường đó. Có thứ gì đó thôi thúc Tú. Anh nhớ tông trúng ai không? Nửa đêm ai đi bộ giờ đó? Mới 10-11 giờ thiếu gì người ngoài đường. Chỉ nhớ đó là đàn ông mặc áo khoác xám. Tôi choáng váng tay móc trong túi ra bức ảnh hôm nọ lấy trong phòng của thầy Trương. Anh nhớ kỹ xem có phải người đàn ông này không? Thầy Huy không đưa tay ra được. Tôi cầm tấm ảnh dí sát mặt. Huy nhìn một lúc rồi lắc đầu. Say quá không có nhớ gì đâu. Em quen người đàn ông trong ảnh sao? Nhung cầm bức ảnh đưa lên xem. Chị biết người này hả? Mặc dù hỏi nhưng Tú chắc chắn Nhung biết người này. Vì hôm bữa ở bức ảnh hội trại mấy năm trước có hình chụp chung của Ngân và hắn. Anh này là Khanh, anh họ chị. Thế anh bây giờ sao rồi chị? Tôi nén tiếng thở dài chờ câu trả lời. Thôi chị không nói chuyện này. Sau đó tôi có nói thêm mấy câu nhưng Nhung đều từ chối trả lời. Buổi chiều Tú về lại trường sau nửa ngày thăm Huy trên bệnh viện. Phải là có lẽ người đàn ông đó nói thật. Nếu anh dậy nữa hắn sẽ lấy đi tính mạng của anh. Anh phải mau chóng nói với Trương việc này. Sáu ơi, lấy cho con ly đá chanh nha. Anh cần uống đá chanh để mà hạ nhiệt. Thầy Huy có làm sao không thầy? Tôi nghe là mấy thầy lúc sáng ngồi ngoài quán nói. Bà Sáu đặt ly đá chanh trước mặt của Tú. À, anh Huy không sao đâu Sáu, nhẹ ngoài da thôi. Tú chợt nhớ, Sáu bán ở đây mấy năm rồi? Cũng hơn 15 năm. Từ hồi mới xây lại trường này, tại nhà cũng gần nên xin vào bán. Chắc ông chồng làm bảo vệ ở đây đó chứ. Vậy là thầy cô nào ở đây sao cũng biết tên hết. Bà Sáu liền cười. Ờ đúng rồi. Mấy thầy cô ở đây ai chẳng từng lại căng tin ăn. Tôi móc tấm ảnh từ trong túi quần đứng dậy đưa cho bà Sáu. Bà biết đây là ai không? Tôi quan sát nét mặt bà Sáu vừa thấy bức ảnh thì liền run rẩy. À thầy Khanh Toán, trước dạy ở trường này. Vậy bây giờ thầy đi dạy ở nơi khác rồi hả Sáu? Không, thầy ấy chết rồi, chết do đột quỵ. Bà Sáu thở dài. Trước thầy ấy ngày nào cũng ra căng tin ăn vậy mà bỗng nhiên đột quỵ, mất còn trẻ lắm. Tôi vội vàng cất bức ảnh vào trong túi. Thầy đó dạy cùng lứa với thầy Trương luôn hả Sáu? Con nhìn thấy trong hình hai thầy thân lắm. Bà Sáu lúc này đáp, cái này không rõ, nhưng trước lúc nào cũng ra căng tin chung. Đột quỵ à Sáu, tự nhiên đột quỵ. Ờ đúng rồi, bà là người đầu tiên phát hiện ra. Sáng dậy chuẩn bị đồ ăn thì thấy thầy ấy nằm ở giữa sân trường. Mới thấy cứ tưởng là ngất thôi. Rời khỏi căng tin Tú đi dạo quanh trường. Anh nhìn ngắm vào ngôi trường một lần trọn vẹn. Như thể anh rời xa nó. Ánh nắng chiều chiếu qua kẽ lá lọt vào mắt anh. Lá cây lúc anh mới tới đây lần đầu bị bão quật phủ cả sân trường. Vậy mà giờ đây vệ sinh lao động sạch sẽ không còn một mống. Dù sao anh cũng chưa thể di chuyển được. Có chuyện công tác cũng phải đợi hết năm. Thầy Bùi cạnh tranh gay gắt, đâu bởi một lời hăm dọa đâu đó mà anh buông bỏ. Có phải tên áo xám đó làm hại anh Huy để dằn mặt anh? Tú lắc đầu. Huy say rượu, chắc người không phải một người đi đường khác trùng hợp mặc áo khoác xám mà thôi. Tú, anh đang nghĩ gì vậy? Tú dừng lại, Ngân từ đâu xuất hiện trước mắt của anh. Tú vui mừng. Đi dạo thôi, thế cô Ngân đi dạo với tôi không? Cả hai đi cùng nhau vào sân trường. Việc em nhờ anh thế nào rồi? Chuyện này hay là bây giờ tôi với cô lên phòng thầy Trương nói thẳng xem. Chắc thầy Trương không có từ chối. Em bảo rồi mà, thầy Trương không có chịu bán đâu. Thầy cứ lấy nó bằng cách khác đi, rồi em đưa tiền lại sòng phẳng cho thầy Trương. Ngân đột nhiên buồn bã ướt nước mắt. Xin lỗi thầy, em hơi nặng lời. Thật ra thì vì bà em đang bệnh nặng sắp không qua khỏi, cho nên em muốn có lại sợi dây chuyền để cầm nó ôn lại kỷ niệm với bà lần cuối. Tú không kìm nổi lòng. Thôi Ngân, cô đừng khóc,
Nhất định tôi sẽ giúp cô lấy nó. Nhưng mà khó quá, biết lấy cách nào? Thầy Trương với nó như hình với bóng, đeo trên cổ sao lấy được chứ? Ngân đưa cho Tú một lọ thuốc, Tú ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Ngân định kêu mình đánh thuốc mê thầy hiệu trưởng để lấy sợi dây chuyền? Anh cứ bỏ cái này vào đồ uống, sau đó lấy, thầy ấy không có biết gì đâu. Nhỏ giờ chỉ lo ăn học cho nên Tú không hiểu về vàng. Sợi dây chuyền đó quả thật nhìn bên ngoài nửa bên đồng nửa bên vàng. Bên đồng cũ đến mức rỉ ra, nhưng liệu bên kia vàng có ít giống như Ngân nói hay không? Thế này khác nào anh ăn trộm tài sản. Thuốc mê à cô? Anh coi là thuốc mê cũng được. Thầy Trương uống vào chỉ say bí tỉ rồi tỉnh dậy ngay. Thứ cầm lấy lọ thuốc nhét vào trong người. Ồ, tôi sẽ giúp cô vì đã lỡ hứa rồi. Nhưng sau đó cô phải tới nói với thầy Trương đó nhé. Cùng lúc nhìn ra ngoài cầm, tôi thấy Nhung chở Huy về, Tú liền nói. Thầy Huy vừa tai nạn xe hôm qua, cô qua đó hỏi thăm không, thầy ấy vừa về kìa. Ngân lúc này liền lắc đầu rồi nói. Thôi em không thân với lại thầy ấy, bây giờ qua hỏi thăm thì ngại lắm. Thôi em đi đây, anh nhớ giúp em nhé. Ngân rời đi, Tú lại gói thuốc trên tay. Lòng của anh rối bời. Dù có cảm tình với Ngân như thế nào, anh cũng đâu dại dột làm chuyện này chứ. Nhớ ơi Trương bị sao thì cái nghề này của anh chắc chẳng giữ nổi. Chào Tú. Thầy phó hiệu trưởng Tùng từ xa đi tới. Tú lúc này liền lễ phép. Thầy Tùng đã lớn tuổi. Em chào thầy. Đang đi dạo hả? Em đang đi dạo. Từ lúc khai giảng tới nay tôi bận quá nên không có thời gian chào hỏi mấy thầy cô mới tới. Em cũng chưa có dịp nói chuyện với thầy. Thầy Tùng mời Tú ngồi ghế đá. Thầy Tùng lúc này liền cười rồi nói. Thầy Trương thì em cũng hay nói chuyện lắm chứ gì, tại thầy ấy rảnh nhiều. Ủa mà hôm đầu năm thầy ấy công tác đi đâu nghỉ cả tuần vậy thầy? Cái này không phải công tác, thầy ấy tự xin nghỉ. Đi đâu đó thì thầy không có biết. Tú nhân lúc này hỏi thầy Tùng vụ lá bùa niêm phong được nghe đêm qua. Thầy ấy chắc lâu năm ở trường không đời nào Trương biết, mà thầy ấy không có biết. Thầy Tùng, trường mình sau phòng dụng cụ có dán lá bùa yểm ma quỷ đi hả thầy? Thầy Tùng lúc này ngơ ngác với dự tính lúc đầu của Tú. Đâu, trường mình không có mấy cái thứ đó. Thầy dạy ở đây 20 năm rồi mà, có gặp ma lần nào đâu. Em có nghe ông bảo vệ cái bịa ra sao? Vậy là Trương lừa anh, nhưng nói dối như vậy có mục đích gì chứ? Ông thầy hiệu trưởng này cảm giác là một người có quá nhiều bí mật. Tùng lúc này liền kể. Thầy Trương năm sau lên sở giáo dục huyện để làm, đổi năm hiệu trưởng rồi. Tôi lúc này liền ồ lên kinh ngạc. Thầy ấy còn trẻ như vậy, tương lai thật là rộng mở. Ánh mắt của thầy Tùng nhìn về quá khứ. Vợ của thầy ấy chức học sinh lớp thầy chủ nhiệm chứ đâu, khoa 87-90. Tú liền hối thúc thầy Tùng kể cho mình nghe về câu chuyện tình cảm của Trương. Nhiều chỗ thầy Tùng cứ bỏ qua, Tú gặng hỏi mãi thì cũng mới nói. Năm ấy lúc mà thầy Trương còn là một giáo viên trẻ, có quan lại tình cảm với một nữ sinh 12. Sau nữ sinh đó có thai lúc gần tốt nghiệp rồi cưới nhau cho đến tận bây giờ. Bé đó cũng qua 18 tuổi và tự nguyện, nhà gái cũng bảo cưới cho nên thôi. Nhà trường lúc đó cũng không có làm khó và không để chuyện này đồn ra ngoài. Tôi lúc này liền tấm tắc. Chắc là yêu nhau lắm thầy nhỉ, chuyện tình cảm thầy trò trong văn học. Thầy Tùng lúc này liền lắc đầu. Thầy không biết, thế nhưng mà lúc Trương mới về trường ra đây dạy, có đi cùng một cô gái khác nữa. Lúc đó hiếm giáo viên cho nên họ đăng ký dạy chung ở trường. Bé đó dễ thương, hiền và lễ phép lắm. Trương thì nó phong độ khéo léo, cặp đôi đẹp. Bọn mấy thầy hồi đó cứ bảo là bao giờ mới cưới, không hiểu sao lại thành ra như vậy. Sợ họ chia tay sao thầy? Đừng có nói cô đó bây giờ còn dạy ở trường nha. Thầy Tùng lúc này liền thở dài. Hồi đó cũng hay nói chuyện lắm. Thế bọn hai người yêu nhau hồi còn học sư phạm tới lúc ra trường. Cô đó tên là Hà. Sau này lúc thầy Trương sắp làm đám cưới, đau lòng quá cho nên mới bỏ đi đâu cho đến tận bây giờ. Hà sao? Tôi nhớ lại cái tên Ngân trêu đùa anh đêm mưa gió đầu tiên anh tới. Nghe qua câu chuyện hoài niệm thầy Tùng kể về 10 năm trước là một người dạy môn văn. Trong thâm tâm mình nghĩ Trương chọn tiền tài, tham gia thế nhà vợ mà từ bỏ mối tình sinh viên hàn vi. Tội cho cô Hà thật thầy nhỉ, nhưng mà về sau có tung tích gì của cô ấy nữa hay không?
Mày nói chuyện quá, thầy về văn phòng, có tí việc mà quên, thôi tạm biệt em nhé. Về sau thì không còn nghe tung tích gì của cô ấy nữa cả. Nhà trên Đà Lạt, nhiều lần thầy có lên thăm mẹ Hà. Một sáng đang đi trên hành lang sắp vào tiết 1, thì thấy đám học sinh túm lại cùng vài thầy cô. Ờ, có chuyện gì vậy mấy em? Một học sinh lớp Tú chủ nhiệm chỉ tay qua cửa sổ, trên bảng kia thầy. Tú nhìn lên bảng thấy dòng chữ bằng mực đỏ màu máu xuất hiện. Huỳnh Đức Trương, mày là kẻ giết người. Thấy lớp kế bên cũng đang xôn xao, Tú lại đi đến trên bảng cũng có ghi dòng chữ tương tự. Chuyện gì vậy chị Nhung, ai ghi vậy chứ? Nhưng cũng đang đứng ở gần đó. Không biết nữa, chắc ai đêm qua có ác ý vẽ lên như vậy đó. Nhung giải tán đám đông lúc này rồi nói lớn. Bảng lớp em nào bị ghi như vậy mau xóa đi giúp cô. Mấy em đùa như vậy mà để bắt được cuối năm hạ hạnh kiểm đó. Mấy em học sinh lúc này nghe vậy thì lấy khăn lau bảng. Thế nhưng đều bị tia nước đỏ đó bám lên khăn. Tôi cũng lại xem mấy người thấy một mùi tanh. Thế nhưng đoán không phải là máu người mà lại là máu động vật. Huỳnh Đức Trương. Đây không phải là tên của thầy Trương hiệu trưởng hay sao? Ai chơi cú này mà ác vậy không biết. Cuối cùng thì cũng lau được các dòng chữ trên bảng bằng nước. Nhưng khó bày hết. Trong suốt năm tiết học hôm ấy, lớp nào Tú dày trên bảng đen vẫn còn lờ mờ mấy vết động vật còn chưa bay hẳn. Huỳnh Đức Trương, mày là kẻ giết người. Tú liền lẩm bẩm, không biết thầy Trương nghĩ như thế nào đây. Đi ngang qua phòng của hiệu trưởng, thấy trong đó thầy Trương, thầy Tùng cùng bác Vũ đang nói chuyện với nhau. Bác Vũ, bác sao vậy ạ? Bạn bảo vệ kiểu gì mà để người lạ vật tận bảng lớp, muốn viết gì thì viết như vậy chứ? Bác Vũ lúc này rối rít xin lỗi. Sơ suất thật, thế nhưng mà làm bảo vệ mấy năm có bao giờ gặp vụ như vậy đâu chứ. Thầy Trương lúc này ở bên kia thở mạnh, tỏ ra rất là tức giận. Hôm trước có em học sinh lớp 10 ban đêm đi tận vào trong phòng học, định treo cổ sắp chết, nhưng tôi bỏ qua đã không trách bác rồi đấy. Thôi, để bác ấy rút kinh nghiệm đi. Thầy Tùng đứng ra ngăn cản. Tú vào phòng của hiệu trưởng, anh nói đùa. Thầy Trương, thầy có gây thù chuốc oán với học sinh nào không mà lại ra như vậy hả? Trương lúc này liền gắt. Học sinh nào có gan làm việc này chứ? Anh nghĩ cái này người ngoài vào chứ không có ai cả. Bác Vũ lúc này xin lỗi, nói rằng từ nay sẽ khóa cổng cẩn thận. Thầy nhớ khóa cửa phòng học, đóng cửa sổ. Chứ trường mình người ngoài trèo tường vào cái một thôi. Thầy Tùng và bác Vũ ra ngoài, Tú ở lại. Anh Trương, cho đùa thôi, anh đừng có nóng quá. Trương ngồi xuống ghế sắc mặt, Trương hít giận dữ. Thầy không hiểu, người như anh thì uy tín danh dự nó rất là quan trọng. Chứ chẳng ai biết đó là chuyện đùa. Chẳng lẽ thầy nghĩ anh là cái thằng giết người sao? Thầy Trương lúc này đang rất nóng, Tú lúc này liền rời đi. Thôi em dậy tiếp, tới tiết rồi. Sáng hôm sau Tú không nóng nức chờ đợi. Vì chỉ coi đó là một trò đùa của học sinh. Một lần chót lọt, chơi đã chơi rồi thì không làm nữa. Thế nhưng không, mọi chuyện vẫn diễn ra. Đám học sinh vẫn nô nức chỉ tay nhau lên bảng. Bác Vũ cùng một vài thầy cô khác tới sớm hơn thì chia nhau kêu gọi học sinh lau ở tất cả các phòng. Huỳnh Đức Trương, mày là kẻ giết người. Tôi thấy hứng thú, chắc hẳn kẻ gây ra việc này có thâm thù với thầy Trương đây. Nét mực hôm nay viết bằng một thứ dung dịch màu đỏ như nước sơn. Vì tiết học bắt đầu khá sớm cho nên tạm thời ngay buổi học hôm đó, trước khi trên bảng chưa xóa đi hết được. Học sinh ở bên dưới nhìn lên bảng ai cũng thấy. Thầy Trương chiều hôm đó tổ chức một cuộc họp. Trò đùa này đi quá dai rồi. Viết bằng sơn khiến lúc trưa mấy thầy phải ra chợ mua giấy nhám trả mãi mới hết. Tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa đâu. Mấy thầy cô có góp ý gì hay không? Từng lúc này ngồi kế bên, Trương liền phát biểu. Cũng có hỏi bảo vệ rồi, đêm qua chắc chắn đã đóng cửa sổ, khóa cửa phòng đầy đủ. Cô Nhung lúc này liền phát biểu. Chuyện này chắc chắn là ai bên ngoài ác ý làm ra, chứ học sinh trong trường mình thì đứa nào mà nó dám. Trương lúc này nhìn sang ba người, Trung Huy, Tú hỏi. Thế mấy anh ngủ ở trong ký túc xá không nghe thấy động tĩnh gì sao? Trung lúc này liền cười rồi đáp. Em thì ngủ sớm lắm, 9 giờ đang ngủ rồi. Thầy hỏi anh Huy xem. Huy, em có thấy tiếng động gì hay không? Phòng đối diện ký túc của em cũng bị ghi chữ đấy. Em thật là không có thấy gì mà. Huy tuy đêm nào cũng thức khuya, thế nhưng mà toàn ôm điện thoại nhắn tin với người yêu ở xa.
Cho dù là có người lèn vào trong phòng, anh ban đêm cũng không biết. Chứ đừng nói là phòng đối diện. Trương lúc này liền nhấn mạnh. Thôi thế này đi, nếu ngày mai mà vẫn xuất hiện tình trạng như vậy, hay hết tiết học các thầy mau lên phòng tôi để tôi chỉ đạo. Không thể để tiếp diễn chuyện này. Chuyện này học sinh nó chuyển tay nhau ra ngoài rồi đấy. Thầy cô ra khỏi phòng, Trương gọi Tú và Trung lại. Trung lúc này liền thắc mắc. Anh Trương có việc gì cần nhờ bọn em? Trương lúc này liền bật mí. Đêm nay hai anh chịu khó, theo tôi canh gác núp ở ngoài lớp học, xem thử ai đi vào, tôi nhất định phải cho nó biết tay. Tôi biết ngay là ông hiệu trưởng kêu anh lại vì việc này. Ba người anh em với Trung thôi hả anh? Để em kêu thêm ông Vũ nữa cho đỡ sợ. Trương lúc này liền gật đầu đáp. Được, đừng nói sớm. Chiều nay thầy ra bảo bác Vũ nhé. Bốn anh em ngồi trong chút bảo vệ, canh xem nó là ai. 9 giờ đêm ba người Trung Trương Tú vào chút bảo vệ của bác Vũ. Trung lúc này đi sau rồi rít. Sao không rủ anh Huy nữa thầy Trương? Đêm nay hấp dẫn thật đó. Tôi lúc này liền nói chen. Em nói thật, dạo này anh Huy lạ lắm. Đêm nào cũng thấy nói chuyện một mình, hành động linh tinh trông rất là mờ ám. Tôi vừa nói một câu dẫn chơi thì sắc mặt của Trương lại thêm thâm trầm. Tú, em nghĩ thằng Huy nó làm à? Em cũng ngủ sớm như thằng Trung. Trường này ban đêm của ông Vũ với anh Huy thức rồi. Chào mấy anh em, đêm nay tính sao đây? Ông Vũ lúc này lên tiếng, Trương liền đáp. Bây giờ mới có 9 giờ, chắc là người ghi bảng Trương hành động đâu. Rồi Trương tắt điện đóng cửa phòng bảo vệ lại. Phòng này rộng rãi qua bác Vũ nhỉ? Ờ, thoáng lắm. Trương liền nói. Từ vị trí này nhìn thẳng vô tường, có thể nhìn thấy vị trí cầu thang. Hai hôm nay bảng đen mấy phòng bên trên lầu đều bị ghi bẩn. Đêm nay ta cứ quan sát chỗ đó. Chỉ cần thấy ai đi lên đã chia ra nhóm hai người, chạy lên hai cầu thang. Người trên đó chỉ có nước nhảy lầu mới tránh được phát hiện mà thôi. Sân trường phổ thông Đức Trọng cũng không quá dài, chủ yếu là rộng bề ngang, cho nên từ phòng bảo vệ có thể quan sát rõ được vị trí hai cầu thang tiến lên lầu. 10 giờ đêm, 11 giờ đêm trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì cả. Trương lúc này liền nói, cố lên nhé. Anh nghĩ có là trò đùa của ai đó, họ cũng làm tới 3 lần rồi mới không ghi nữa, đêm nay chắc chắn sẽ có. 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Trong giờ này mọi ngày đang ngáp lên ngáp xuống, nhưng mà hôm nay anh lại là một người tập trung nhất, chắc hẳn đang rất phấn khích. Cửa phòng học không khóa chứ bác Vũ? Trương quay sang hỏi. Rồi nghe lời thầy, tôi chỉ khép chứ không có khóa. Một bóng đèn xuất hiện ở cuối dãy hành lang. Tứ vô tình nhìn thấy, anh định lao lên nhưng kìm lại được. Bóng dáng đó rất là quen thuộc. Đây không phải là người đàn ông bí ẩn hay lảng vảng trong trường hay sao? Không, là vong hồn, người đó không còn sống ở trên đời. Tứ tò mò biết Trương cùng với hai người khác có mấy thứ mình đang thấy hay không. Anh lúc này quay sang nhìn thì Trương liền hỏi. Sao, thấy được gì rồi sao? Nói xong thì Trương tiến lại quan sát rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bóng đen đi lên trên lầu, phút chốc thì rời khỏi tầm mắt của Tú. Trong bóng đêm, Tú thấy sợi dây chuyền mà thầy Trương đeo phát sáng hào quang nhẹ, rồi căn phòng tối hoàn toàn. Chẳng lẽ là Ngân lừa mình sao? Sợi dây chuyền này có giá trị. Tú lặng lặng nhìn qua một góc trên lầu, phía trên cầu thang. Thế nhưng mà tới giờ này mấy phút trôi qua mà người đàn ông bí ẩn kia vẫn chưa đi lên trên lầu. Tôi đoán hắn đang đứng ở lưng chừng đoạn nối cầu thang. Chẳng lẽ những câu nói trên bảng là do người đàn ông này viết? Đang trong dòng suy nghĩ thì lúc này tôi thấy một bóng đèn khác đi lên. Trông từ phía sau níu lấy hai tay của tôi bóp chặt. Bác Vũ bảo vệ thở gấp. Kìa, thầy Trương. Cái bóng đèn đó đi chậm rãi quan sát xung quanh, rồi từ từ đi lên trên lầu. Trương lúc này liền nói nhỏ. Bác Vũ đi với Trung, còn tôi đi với Tú. Có hai cầu thang thông nhau, cứ chia ra, để nó lên trên lầu rồi chạy thẳng lên, xem nó là ai. Đèn pin đây, đi thôi. Tôi cảm thấy cái bóng vừa rồi rất quen thuộc với mình, chắc chắn là người anh từng nhìn thấy. Chậm chậm bốn người chia nhau ra lần theo các vách tường tiến vào dãy lầu chính. Dãy trường có hai cầu thang đi lên. Một là ở giữa, một phía bên phải. Tú liền bóp chặt đèn pin. Tú với Trương núp sau cánh cửa phòng học ở gần đó, nhìn sang bên kia, bác Vũ với Trung nấp đằng sau bóng cây to. Cả tám còn mắt dõi theo từng hành động. Bóng đen chuẩn bị đi lên cầu thang,
Trương chuẩn bị chạy tới thì người kia không hiểu sao lại đi xuống. Trương lúc này dừng lại để quan sát. Bóng đèn đứng im như là đang phân vân, rồi đột nhiên chạy thật nhanh lên trên lầu. Trương xông lên trước tiên, Tú chạy theo sau, hai người bên kia cũng hành động. Trương chạy trước Tú một đoạn vô cùng gấp gáp. Tú chưa kịp tới nơi thì đã nghe thấy tiếng nói: "Huy, thầy còn gì chối cãi không?" "Huy." Tuy cùng nỗi hoang mang bước lên lầu: "Huy, anh làm gì ở đây?" Trương lúc này liền thắc mắc. Hai ba ánh đèn pin khắc nhau rọi vào mặt cổ Huy. Huy lúc này phân trần: "Tú Trung, hay ông đi đâu không nói, anh thắc mắc tối tới giờ." Trương lúc này nhìn Huy tra vấn: "Thế nửa đêm lên đây làm gì chứ?" Huy lúc này liền xua tay rồi nói: "À, mấy thầy nấp tìm người ghi tên lên bảng sao? Lúc nãy đang nằm trong phòng thì thấy có bóng ai đó đi lên lầu, cho nên là tôi đi theo. Anh Trương à, em cũng nghĩ là bắt được tên trêu anh rồi, nhưng mà lên lầu hắn đã trốn đi đâu mất." Trương tiến sát lại gần Huy, đưa tay sờ lên túi quần xem có mang theo thứ gì không rồi nói: "Hiểu lầm thì thôi, mấy anh em lại chốt bảo vệ tiếp vậy." Nhóm năm người đi xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng hồng thì Trung liền hét lên: "Huy Tú, mọi người nhìn lên bảng kia." Tú liếc nhìn dưới ánh trăng rọi vào chiếc bảng đen, Tú đọc từng dòng chữ: "Huỳnh Đức Trương, mày là kẻ giết người." Đáng sợ hơn, Tú có cảm giác dòng chữ này hai nét chữ khác với lần trước, viết xấu hơn, cầu thả hơn và chất liệu đỏ rực như là máu người. Trương giật mình đánh rơi cả đèn pin. Bác Vũ lúc này liền nói: "Vậy là có ai đó vào đây trước chúng ta sao? Từ 9 giờ tối tới giờ có bỏ sót phút nào đâu. Không biết nó đi vào đường nào, cửa sổ vẫn chốt trong cẩn thận." Cả năm người tiến vào phòng của hiệu trưởng. Trước đó có sang phòng học xung quanh, trên bảng đen nào cũng đều ghi. Trung có nói một câu không suy nghĩ: "Phòng anh Trương may không có bảng đen nào, nếu như mà có không biết có bị ghi không nữa." Trương bỏ ngoài tai, anh ta suy nghĩ rất lâu, như nhớ về những việc xa xăm. Một hồi Trương lúc này nói: "Thôi mấy thầy cứ về phòng nghỉ đi, chắc 3 giờ sáng rồi, anh đêm nay ngủ lại phòng, bác Vũ cũng về nghỉ ngơi đi bác." Tôi lúc này liền nói: "Vậy trên bảng thì để mai học sinh xóa anh nhé, anh cũng nghỉ ngơi." Tôi trở về phòng, đêm đó anh trằn trọc không ngủ được. "Huy à, người mà anh thấy đi trên lầu anh có nhìn rõ không? Từ cầu thang tới phòng ký túc mình cũng gần, anh thấy rõ chứ?" Huy liền nói: "Trông cao cao, mặc một chiếc áo khoác màu xám thì phải." Nói xong Huy liền trố mắt: "Trông giống cái dáng ông anh mà tông trống hôm ở trên Đà Lạt về lắm." Trong lúc này nói đùa: "May mà phòng mình không có bảng, chứ nếu có chắc sáng nào cũng phải lau đi mất." Huy lúc này đã ngủ say. Tú từ bên ngoài đi vệ sinh, từ nãy đến giờ dư âm vẫn còn trong người, làm cho anh không thể ngủ được. Đang rửa mặt thì từ đằng sau nhìn từ trong gương, bác Sáu đứng đó từ bao giờ. Tú muốn khuỵu chân xuống, anh quay mặt lại đứng sau bác Sáu. Là bác Sáu đang đứng trước mặt của anh với một chiếc áo bảo vệ quen thuộc. "Bác Sáu." Tú ú ớ ở trong cổ họng. Bác Sáu lúc nào cũng vậy, nét mặt lúc nào cũng bình thản, hiện lên một nét hiền từ: "Hết năm nay thầy mau chuyển đi nơi khác, đừng dạy ở trường này nữa. Từ đây đến cuối năm thầy nhất định đừng nghe lời của bất cứ ai." "Nghe lời của bất cứ ai là sao bác? Bác nói rõ hơn được không?" "Thầy Trương là kẻ giết người." Bác Sáu nói xong vội vàng đi khỏi nhà vệ sinh, để lại một mình Tú. Người sống thì còn nói dối vì lý do gì đó, chứ người chết rồi thì nói dối để làm gì? Chẳng lẽ thầy Trương là kẻ giết người, nhưng mà là giết ai? Đêm đó Tú không ngủ. Sáng sớm Tú thay đồ chuẩn bị gọn gàng bắt đầu một buổi dạy. Thì lạ thay, học sinh trong trường ngồi ghế đá tách nhau ra nói chuyện bình thường. Tú nhìn đồng hồ, 6:10. Chẳng lẽ thầy Trương gấp gáp nên đã thuê người lau sạch bảng hay sao? Tú nhìn lên bảng không thấy dòng chữ gì. Tú lại thoáng nghe cuộc trò chuyện của đứa học sinh đứng gần đó: "Chán ghê mày đó. Hôm nay tao đi sớm 5:30 lên trên này xem thử, thì thấy bảng không có viết gì, tưởng trò đùa này kéo dài cơ." "Vậy là 5:30 trên bảng đã xóa rồi sao? Làm sao mà làm nhanh như vậy được? Cả đêm qua Tú thức trắng, nếu lau dọn thì đã có tiếng động rồi chứ." Ra chơi Tú ngồi ghế đá thì Ngân tiến lại: "Việc em nhà anh tới đâu rồi anh?" Tú lúc này liền gãi đầu:
Mấy hôm nay có việc kẻ ẩn danh khi lên bảng làm cho Tú quên mất đi vụ này. Tôi vẫn chưa có lấy được. Ngân lúc này thất vọng trách. Chỉ cần anh lúc ăn uống với thầy Trương đổ một ít thuốc mê em đưa là xong cơ mà. Tài ngoại của em bệnh nặng không chịu được bao lâu nữa. Tôi cũng dần cảm thấy chán nản. Ngân gặp anh lúc nào cũng nói chuyện sợi dây chuyền. Ngân liếc mắt hướng về nhà vệ sinh của giáo viên. Tú, anh vào nhà vệ sinh. Thầy Trương tháo sợi dây bỏ lên kệ đó. Tú lúc này tỏ ra rất sốc. Chuyện này sao cô biết? Ngân lúc này liền nói. Thì lúc nãy em đi vệ sinh ra nên thấy anh Trương anh ấy đặt lên kệ. Chắc tắm sợ nó dính nước. Tú còn đang phân vân thì Ngân nhìn thẳng vào mắt Tú như mê hoặc. Anh hứa giúp em rồi mà. Tú đành đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh giáo viên. Thôi thì giúp Ngân lần này. Tú quay lưng lại. Tôi giúp Ngân lần này xong. Ngân nhớ dẫn tôi qua thăm bác nhé. Vào phòng vệ sinh, Tú nghe nước xối xả. Hệ như có ai đó đang tắm. Nhưng Ngân nói thì đúng là Trương bên trong. Nhìn lên bậc cửa, Tú thấy sợi dây chuyền đang treo ở trên đó. Chắc Trương sợ nó ướt cho nên treo lên. Thầy Trương là kẻ giết người. Câu nói đêm qua của bác Sáu hiện về, tôi cảm thấy sợ sệt. Nếu chẳng may thầy Trương phát hiện ra thì sao? Tôi lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này. Lời nói đêm qua chẳng phải là một câu nói đùa của một hồn ma. Anh Trương anh ấy thiếu gì tiền mà làm chuyện thất đức. Quyết định xong, tôi nhón chân, đưa ngón tay móc sợi dây chuyền xuống, rồi nhanh chân chạy một mạch đi nơi khác. Ai đó, đứng lại. Tiếng của thầy Trương hét lên anh nhận ra. Ra ngoài Tú đi bộ hòa lẫn và đám học sinh tỏ ra bình tĩnh. Thầy Trương chắc còn đang mắc thay đồ cho nên là chưa chạy theo. Đang giảng bài thì Tú thấy thầy Trương vừa đi qua phòng anh. Đây là lần thứ tư thứ năm gì đó. Nhìn bộ dạng Trương hoang mang như vậy, Tú thấy áy náy và không biết sẽ phải đối diện với Trương ra sao. Giờ ra chơi đang ngồi trên ghế đá thì Lan đi qua. Tú kêu Lan vào rồi nói chuyện. Chào Lan, em khỏe hơn chứ? Dạ em khỏe rồi thầy. Hôm bữa tại sao em lại làm việc đấy? Có chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Yêu không được thì chia tay. Em biết em dại lắm không? Lan cúi mặt rồi thủ thỉ. Mấy bạn khác đồn bậy chứ thật ra là chuyện gia đình. Em với bố mẹ em cãi nhau. Tôi trấn an bằng một giọng nói chân thành của một người thầy giáo. Tuổi thiếu niên còn nhỏ, ai mà không có mấy lần hờn dỗi cha mẹ chứ. Thầy không nhớ nổi hồi xưa hờn ba mẹ mấy lần luôn đấy. Em lạc quan lên chứ. Lan lúc này quay lên để nhìn Tú. Thầy, thật ra đêm đó lúc em treo cổ thì em thấy trong phòng có một người nữa mặc áo dài giáo viên trông ghê lắm cứ nhìn em. Tú hồi hộp đêm đó anh chỉ thấy Khanh cứ đinh ninh chuyện này là do Khanh nhúng tay. Chẳng lẽ hôm đó trong phòng còn có một người khác? Cô nào ra sao vậy Lan? Lan lúc này liền đáp. Nét mặt có chút giống cô Ngân nghe thầy. Lúc em tỉnh dậy nhìn thấy cô Ngân mà cứ tưởng cô trong phòng cho nên em mới ngất đi. Bà tiếng trống vào trong lớp vang lên. Tan học Tú cuối cùng cũng làm được việc mà Ngân nhờ vả. Ngắm nghía sợi dây chuyền, Tú càng thấy nó bình thường không có điều gì đáng giá. À Ngân nói với mình bên mặt dây đồng có khắc tên của ông bà Ngân. Tôi liếc mắt nhìn kỹ lên sợi dây bằng đồng, chỉ thấy nó rỉ sét, không hề thấy cái tên nào cả. Anh không hiểu tại sao Ngân lại nói dối anh về việc này, hay là cô nhớ nhầm. Về ký túc, cảnh tượng trước mắt làm cho Tú rất bất ngờ. Thầy Trương đang quỳ xuống van xin Huy. Huy, coi như là anh cầu xin em trả lại cho anh sợi dây chuyền, em muốn gì anh cũng đưa. Huy lúc này cười nhăn nhó rồi nói. Trời đất anh Trương, em lấy sợi dây chuyền đó của anh làm gì chứ? Anh nghĩ sao mà em làm cái việc đó? Tôi lúc này lo lắng không biết phải làm sao, hay là bây giờ chạy tới đưa cho Ngân rồi nhờ cô ấy vào nói. Mà thường giữa trưa như vậy Ngân chắc là đi về rồi, hay là lại nói với thầy Trương. Nhưng mà nhìn sắc mặt của Trương, Tú lại không biết mở lời như thế nào. Trương lúc này la thảm ôm chân của Huy. Em trả sợi dây chuyền, anh đưa cho 10 triệu ngay ngày mai. 10 triệu thời đó là một số tiền vô cùng lớn, lương giáo viên lúc đó cũng chỉ được vài trăm ngàn. Huy vẫn cười như là gặp chuyện lạ. Sợi dây chuyền anh hay đeo đúng không? Anh ta lại hình dáng em quên rồi, em đi kiếm cho anh rồi lấy 10 triệu. Trong phòng lúc đó Trương cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tú nhòm qua xem có ai đang nhìn mình ở đằng xa. Anh thấy Ngân đứng dưới gốc cây vẫy tay rồi gọi anh. Ngân chưa về sao?
Thường ngày thấy cô ấy chưa về ăn cơm chiều mới có tiết, gần 12 giờ rồi. Sắp sửa bước ra đưa dây chuyền cho Ngân, thì tiếng đồng phía sau làm cho Tú quay lại. Thầy Trương lúc này quỳ xuống. Đó là kỷ vật của mẹ anh trước khi qua đời đó. Tú thấy xót xa ở trong lòng. Sợi dây chuyền này không phải là của Ngân sao, mà có sợi dây thôi. Thầy Trương đâu cần phải giả bộ đến như vậy. Tú áy náy nhìn Ngân. Ngân cứ đứng đó vẫy tay lên ra hiệu cho Tú. Tú lấy trong túi sợi dây chuyền đưa cho anh Trương. Anh Trương, em xin lỗi, là em lấy của anh. Trương lúc này giật mình quay lại, nhìn sợi dây chuyền đánh mắt của anh lóe lên một tia sáng. Lập tức Trương đứng dậy giật sợi dây chuyền đeo vào cổ, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Trương lúc này hỏi Tú, tại sao thầy lấy của anh vậy? Chắc không phải cá nhân, vì sợi dây này đâu có đáng giá bao nhiêu. Này vàng giả thôi chứ đâu phải là thật chứ. Trương lúc này xòe sợi dây chuyền ra. Tú quay sang định kêu Ngân lại, ba mặt một lời thì Ngân không còn đứng dưới gốc cây đó nữa. Tú giải thích mọi chuyện, việc Ngân nhờ anh như thế nào, sợi dây chuyền ấy quý giá với cô ra sao. Trương từ từ lắng nghe không sót một chữ. Huy lúc này tò mò, về rốt cuộc sợi dây chuyền này là của ai? Trương liền vỗ vai của Tú, thôi không sao, chỗ này để anh nói với Ngân. Trương rời khỏi phòng ký túc xá. Đêm đến tự nhiên Tú cảm thấy có một điều gì đó bất an sắp sửa ùa đến với mình. Chuyện ông Sáu, thầy giáo Khanh bị đột quỵ, thầy Trương cứ xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Việc đi dạy trên lớp dạo này anh cũng không thể tập trung truyền tải. Đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng. Tú mở cửa sổ nhìn ra khung cảnh một lúc thì một bóng người chạy thật nhanh lướt qua trên hành lang đối diện. Lại tiếp tục, chẳng biết bao lần chuyện kỳ quái này mới chấm dứt. Mặc kệ, tôi quay lưng lại gục đầu vào lưng của Trung rồi nhắm mắt. Cứ như Trung nó lại hay, ngủ sớm tràn đầy sức khỏe. Giật mình bừng tỉnh, bóng vừa chạy qua chẳng phải treo bên hông một hũ gì đó, như là đựng nước bên trong hay sao. Người ghi dòng chữ lên bảng. Tôi đến cửa chính nhìn qua khe cửa xem có quan sát được gì hay không. Thế nhưng góc quá hẹp, tôi đành liều một phen. Anh bước ra ngoài xỏ dép rón rén, từ từ tiến vào trong trường học. Thế một cửa sổ vẫn còn chưa đóng, tôi liền lao lên nhìn trên bảng. Bảng đen y nguyên không một vết tích. Tôi nằm xuống dưới bàn học. Tôi lúc này run rẩy, lúc nãy quên gọi Huy dậy. Kiên nhẫn chờ đợi, Tú đổ mồ hôi. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng bước tới căn phòng. Ai đây? Liệu là ai? Khanh hay là bác Sáu? Kính cửa lúc này mở ra, một người bước vào bên trong. Nằm dưới bàn học nhìn ra, nhưng Tú không thể nào nhận ra đó là ai vì trời quá tối. Nhưng Tú có thể quan sát được người ấy đang làm gì. Tiếng nhúng nước, tiếng bút gỗ khắc lên bảng, Tú lo lắng. Trong túi Tú vẫn còn con Nokia bà chín tặng lúc đậu sư phạm. Lấy hết can đảm, dù gì vong hồn như bác Sáu anh cũng đã gặp qua. Còn ai ở cái trường này anh không dám tiếp xúc. Tú nhào lên bật đèn flash điện thoại. Người kia sự hét lên thì Tú đã lấy tay che miệng lại. Người đó là Ngân. Ngân, sao cô lại... Ánh đèn điện thoại vẫn còn bật. Tú đưa qua xoay hũ nước treo bên hông rồi đưa sang cái bút sơn trên tay của Ngân. Em là người ghi mấy dòng chữ đó sao? Hỏi như vậy nhưng Tú đã chắc như đinh đóng cột câu trả lời. Tú rối bời rất cần nghe lý do. Thấy cửa vẫn còn chưa khép, Tú chạy ra đóng lại, cùng Ngân ngồi trong phòng học. Ngân, kể tôi nghe được không? Sao lại nói thầy Trương như vậy? Cả hai ngồi trong bóng tối, nhưng Tú thấy được Ngân đang rơi nước mắt. Không một lúc cô ấy nói, chị em chết rồi, 10 năm về trước. 10 năm trước. Ngân liền thúc thít. Một đêm vào 10 năm trước, chị em đến trường gặp Trương, rồi từ đó mất tích không về nhà nữa. 10 năm trước gặp Trương, tôi thấy câu chuyện này khá quen, giống như đang nghe ở đâu đó rồi. Nhưng như thế đâu đủ để khẳng định thầy Trương làm gì chị của Ngân. Lúc em còn nhỏ, chị Hà học sư phạm mấy năm rồi về làm giáo viên ở trường này. Chị Hà có chuyện gì cũng kể với em, ngày nào cũng nhắc tên Trương. Ngân nghẹn ngào. Nhưng rồi tới thời gian, chị Hà lúc nào cũng tỏ ra không vui, đi dậy về liền vào phòng ủ rũ. Chị kể em Trương yêu người khác, chê chị không có tương lai. Rồi một hôm chị Hà sắp đi vào trường gặp Trương giữa đêm. Em có thức dậy nên hỏi chị đi đâu.
chỉ bảo nói chuyện với Trương. Tôi lúc này liền thắc mắc, dạy ở trường sao không nói vào ban ngày? Chị có kể bên trường chứ không muốn cho mọi người thấy tình cảm quan hệ của chị với anh. Với chuyện đó em không rõ, nhưng mà đêm đó là đêm cuối cùng em thích chị hả? Nói xong Ngân khóc thút thít, Tú vỗ vai liền nói, sau khi chị không về thì không biết ai loan tin mà hàng xóm người trong khu đồn là chị Hà bỏ nhà theo trai. Em thì không bao giờ tin chị Hà làm việc đó. Bố mẹ em đau đớn vì cú sốc cho nên chuyển nhà đi. Sau đó cứ đêm đêm trong giấc mơ chị Hà lại xuất hiện trước mặt em nói, cứu Ngân chị ơi, anh Trương giết chị rồi. Nhưng mấy năm sau này thì không về nữa. Em ban ngày có nghĩ đến chị Hà đến cỡ nào thì cũng mơ không thích chị ấy. Đến gần đây mới lại mơ thấy. Vẫn là câu nói năm nào, cứu chị em ơi, anh Trương giết chị rồi. Tú im lặng lắng nghe, thực sự anh không biết phải làm sao. Một người mất tích ngẫu nhiên đâu đủ để kết luận Trương là kẻ giết người. Hà, cái tên này anh nghe hai lần. Một lần thầy Tùng kể, một lần thì đã nghe Ngân nói hôm đầu mới vào trường. Thì ra Hà là tên của chị cô ấy. Chị em cô ấy tên là Ngân Hà. Thế nên em mới tranh thủ thầy Trương công tác mấy hôm, lèn vào phòng hiệu trưởng mong lục lọi tìm được thông tin của chị Hà. Ngân gật đầu. Lúc này có tiếng bước chân ở ngoài cửa. Tú ôm Ngân nấp sau bàn giáo viên. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ đèn pin đang được chiếu vào trong căn phòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.